Rồi cô bác ơi, chiều nay đi công chuyện ở đây để sẵn tôi khỏe đồ lại cả. Ở đây là cái bến chợ nha cô bác. Bến chợ của huyện Vĩnh Thạnh. Dắt này trở về nha, buổi chiều rồi, dắt này chắc cũng hơn 5 giờ rồi đó. Đi bến chợ, ở đây nhạc quá, sao nhạc rồi chút xíu dính bản quyền luôn cho mà coi. Chắc này giật máy trở về nha, đi công chuyện ở trên đây. Hấp USB nãy đem qua mà dư rồi, chắc này chạy về. Chạy lớn quá thì nó ồn, còn chạy nhỏ nhỏ để nói chuyện với cô bác nghe chơi, chạy cho nó đều. Ở đây là bến chợ đó cô bác, bến chợ của huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Buổi chiều rồi, chắc 5 giờ mấy chiều rồi đó. Mình đi công chuyện bên đây, giấc này trở về quay đoạn cô bác coi chơi. Sông nước miền Tây, ở đây người ta bán vỏ máy nè, bán cái vỏ này nè cô bác, cái vỏ này chắc cũng cả 3 tấn. Cô bác nào mua chạy thì ghé chợ huyện này mua luôn. Những ngôi nhà ven sông, người ta làm bờ kè hết đó cô bác. Chạy ra nhỏ quá thành ra cái máy nó sụt sịch sụt sịch, lớn quá thì nó ồn. Chút xíu đây, cái cầu số 10, cái cầu mà mình thường quay phim chạy qua hoài nè, cầu 4 tổng đó. Bên kia sông, mấy đứa bé nó tắm kìa, nó tắm xong đó có thấy ha. Xong rồi hướng về Kiên Giang. Ôi ôi, rất là mặt trời đẹp quá. Rồi mấy đứa bé nó tắm xong kìa, ở giữa màn hình của mình đó. Rồi ngày xưa hay ôm cây chuối tắm xong lắm đó, bây giờ thì không có còn cái vụ đó nữa. Ngày xưa ở quê mình vui lắm, buổi chiều ha là người ta ra sông người ta tắm nhiều lắm, còn bây giờ đa số người ta đã tắm ở trên nhà hết rồi. Ghe tàu cỡ này bắt đầu là tới mùa lúa đó cô bác, có ghe tàu là dai mà mới chớm mùa lúa thôi, có một số cánh đồng thì người ta đã cắt rồi đó. Chú này giăng lưới, con vịt kìa, vịt xiên. Những ngôi nhà ven sông, cái chỗ này là cái trạm bơm nước nè cô bác, cái trạm bơm nước của huyện nè, người ta bơm nước để lọc cung cấp cho huyện đó, và lấy nước dưới sông này lên xử lý đó. Những ngôi nhà ven sông bên kia đường đó, ta chở lúa về đó cô bác thấy nè, chở lúa nè, thẳng mẹp luôn cô bác. Cái này mà có tàu lớn hay gì là ghê lắm, chìm luôn á. Bên đây là cửa hàng vật liệu xây dựng, tới bến đò số 10 đó. Ở đây là những cái ghe người ta chở vật liệu xây dựng nè. Tới bến đò số 10, bơi xuồng trên sông thấy thơ mộng ghê không. Đây là bến đò, bơi xuồng toàn tem.
Từ nhà mình qua bên chợ này thì cách có khoảng 800 mét thôi. Tại mình chạy cái ga mà nhỏ nhất rồi đó. Để có ngắm cảnh được chơi, chứ chạy cái dù cái là khoảng 5 phút thôi. Nếu chạy nhanh rồi khoảng 4 phút là tới chợ. Mặt tiền của những ngôi nhà này là quốc lộ 80, cái đoạn đi qua huyện Vĩnh Thạnh của thành phố Cần Thơ. Mình chú ông tắm rồi, tắm chiều rồi. Ở bên đây là lộ bị lở của, rồi người ta đang sóc những cái bờ kè nè, vài bữa người ta sẽ xây lên. Cái này công trình của nhà nước chống lở đó của. Trời bữa người ta sẽ xây bờ kè lên. Người ta sinh hoạt chủ yếu là ở cái mặt tiền đó của. Phía sau này thì gần như là người ta ít sử dụng đó, người ta sử dụng cái mặt tiền đi xe cộ này kia rồi đó. Còn cái mặt hậu này thì người ta ít sử dụng, trừ khi những nhà nào người ta có làm ruộng rẫy rồi vân vân thì người ta mới để những cái ghe xuồng ở phía sau nhà này. Còn bên này nè, bên này là đa số người ta đều có ghe xuồng hết, tại bên này là cái dãy nông thôn, còn bên này là cái dãy ở bên phố thị. Cái mặt tiền của người ta là quốc lộ đó, thì người ta có thể là để ghe xuồng ở bên kia lộ đó cô, ở bên kia lộ cách con lộ là có một cái con kinh nhỏ ở trong nữa, người ta sẽ bỏ bên đó thì nó an toàn hơn. Còn bỏ ngoài sông lớn nữa cô, trộm ghe tàu rồi chạy liên tục nè, cái ban đêm á cái trộm nó lấy xuồng ghe của mình không hay, thành ra người ta để hút ở bên trong á an toàn hơn. Rồi mình sẽ chạy bọc về cái đoạn bên kia để cô bác mình xem nha. Bên kia thì ghe xuồng đậu đầy luôn. Đi trên sông và một đêm trăng rằm, mây kéo cuốn cửa sông vỗ lòng ta. Ghe xuồng người ta để ở dưới sàn đó cô bác. Rồi gán chút xíu nó nha, rồi trở lại. Lỡ quay một đoạn thì dài chơi, bữa nay là đi hút nhà mình nữa cô bác. Hút cái đoạn mà đi qua cái nhà của mình đó. Còn cái này là cái nhà ở dưới này của mình. Ở đây là người ta nhỏ. Cái ông anh đó là cái mối lấy dừa của mình đó. Ủa mình nhìn nó không ra luôn ta. Rồi dắt này trở lại nha. Trở về cái nhà ở dưới này của mình rồi nè. Cái nhà xe cộ của mình là ở dưới này. Nhà của Bình Cần Thơ rồi đó. Là ở dưới này nha. Đó, bên này chạy ngang nhà của bác coi chơi nè. Đó, nhà mình trở ở dưới này. Rồi dắt này mình sẽ lên nhà ở trên giường. Đó. Ghe tàu người ta nè. Dắt này xuôi nước rồi chạy mau. Rồi ổng chạy đằng trước kìa.
mối dừa của mình đó. Nó ghe tàu người ta đậu nhóc trên rồi cô bác xem nè. Ở đây là mắc ghe mắc tàu hoài cô bác. Thành ra là ghe tàu là mấy cái nhỏ nhỏ đó là người ta cảo lên, hoặc là người ta chắc chà rồi người ta khóa rồi nhóc trơn, như cái xuồng ở đây là người ta chắc chà lên rồi có để chống trộm đó. Đó, chắc cái đóng chà lên đó. Rồi cái hướng trở về chợ, rồi chắc là mình trở về vườn nha cô á, trở về vườn nha. Ở ngoài này thì ồn ào dữ lắm, xe cộ tàu bè liên tục, còn lên trên kia cách khoảng 500 mét thôi, tại vì mình chạy đường vòng hơi xa, còn từ cái nhà lớn lên bên kia là khoảng 500 mét rồi gần à. Dở trà bắt cá cô bác, cá người ta còn rộng ở đây nè, nó mấy cái đống trà ở bên này rồi nè, thành ra là lục bình người ta thả ra nhóc thịt trơn luôn, ta thả đầy kinh là tại vì người ta dở mấy cái đống trà để bắt cá đó. Trà là khoảng 6 tháng người ta sẽ dở một lần, hoặc một năm người ta sẽ dở trà một lần để bắt cá, có nghĩa là chắc những cái củi cây rồi ở dưới sông nè, cái bắt đầu cá nó vô nó ở, người ta bao lưới lại người ta bắt. Cái này là cây bình bát. Bên này là U Môi nè. Bên này là Lao Lách nè cô bác ơi. Lội bùng dơ băng Lao Lách xuyên đêm, sương trắng rơi vai tôi ước lạnh đêm. Chim muôn buồn rủ nhau bay về đâu. Cái này là ông hàng xóm của mình nè. Mình muốn yên tĩnh thì lên trên này, còn muốn ồn ào thì xuống dưới kia. Rồi mình coi mấy đứa nhỏ nó có mừng không nha. Rồi nó ra đầu cầu nó đón sẵn rồi cô bác ơi. Bạn mình có đủ mèo kìa, mèo bữa nay có rồi kìa. Nó mừng kìa, nó mừng kìa. Quá xá lục bình nè, tại tao dở trà đó, tao thả lục bình. Ôi giời, mừng kìa. Đứa nào mừng nhất đâu, đứa nào mừng nhất. Đứa nào khẩu cống gì hư cho không là không có ở không mà sửa nữa. Đứa nào mừng, bây giờ lên cái đây cả chút xíu trở xuống, phá xuồng phá vỏ. Là mình xuất cái bộ phim nữa. Mừng quá mừng ha. Đứa nào mừng nhất. Để cổ cái cọng dây ha con, để trôi cái xuồng. Mai mốt mới đi mua đồ ăn cho mấy đứa. Gần hết đồ ăn rồi. Rồi mình ha. Mực nè, mèo sao chạy lên rồi con. Con mèo cái này nó ú nu à, đã lắm nha. Nó như là cái gối ôm vậy đó. Mèo, 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 biểu ơi. Biểu coi cô bác giờ nè, cái này nó ú như là con heo vậy đó. Nằm nhớ cậy, nằm nhớ cậy. Mèo nè, quá xác con mèo cái này. Mèo nó xù đã lắm nha, nó xù như là con gấu vậy. Mèo nè. Con nè,
cò này là bị người ta ủi cái lưng của nó như cái bàn ủi nè. Này là bé cò nha, hiền nhưng mà thông minh lắm nha cô, thông minh nhưng mà hiền. Bé gấu nè lóc chóc chút xíu, cái mực nè mình rất là nhiệt tình luôn đó. Mình nè. Còn ở phía trước nhà của mình đây à, trở về nơi yên tĩnh hả cô á. À, hoa chiều tím từ buổi chiều thì hoa nó tàn hết rồi. Đã ghê chưa, yên tĩnh rồi ha. Cụ ở nhà đang coi phim hay gì đó. Bên trong nhà của mình tuy ở quê nhưng mà ở đây thì gần như là những cái thiết bị ở đây là mình có chút đỉnh hết, thành ra cái nhu cầu thiết yếu thì mình cũng không thiếu. Mấy cái lưu hũ rồi nè, ở đây thì không có gì ngoài yên tĩnh. Xoài giờ có trái đó nha. Cây này cây bồ đề cao ngút trời luôn. Lan chẳng có khi vòng vòng chơi. Còn ở đây á, là cái đống dừa, đống dừa đang lột nè, lột cũng gần hết rồi. Ra đây giống như là tập thể dục vậy đó. Sao cái màn hình nó cài giật cả ta, cái phim nó có bị giật không? Sao thấy cái màn hình nó giật nó kỳ vậy đó nha. Hy vọng là cái phim nó không sao, quay một chút cô bác coi chơi. Nhỏ nhìn mắt ghét, cái miệng nó chè chè nè. Nè, cái miệng nó chè. Này nè. Này thì nó xù đẹp lắm, cái đuôi nó kìa cô bác, dòng cái đuôi nó nè. Cái đuôi nó nè, giống như là cái bông cỏ vậy đó. Cô bác thấy đã hả? Ai? Nóng cái đuôi, như cái bông cỏ vậy đó. Hồi đó nó nhỏ xíu à, nó ngồi dưới ghế, mình ngồi đây lọc dừa nè cô bác, thì nó ngồi dưới cái ghế là đại biểu nè. Nè, nó ngồi dưới cái ghế nè cô bác, nó ngồi ở dưới cái ghế này luôn, nó nằm ngủ ở dưới cái lòng ghế này nè. Còn bây giờ cô bác so nó với cái ghế rồi bây lớn. Bây giờ mấy đèn màu lớn quá ha. Nhỏ nè. Còn hai kia chạy đi đâu mất tiêu rồi. Ở đây là lan. Cái này thì xoài nhóc trái hết rồi cô, hơi trái chút ngón tay thì nhạt hết luôn. Cái máy bữa nay nó giật nha, hy vọng là cái phim này chừng nữa nó không có bị giật nữa cô. Đó là nó hết hạn sử dụng không biết. À, khu vườn của mình bây giờ như cái gừng rồi cô bác ơi, từ đây dài lên trên kia. Bốn cái vườn nữa mà không có chém cỏ được cái vườn nào hết trơn. Bây giờ nó tùm hết trơn. Để nhích tới cô bác xem cái khu vườn của mình sao mà cái điện thoại của mình bữa nay nó giật dữ rồi ta. Có vấn đề gì không? Sao mà nó giật dữ vậy? Thôi đi tới đây thôi. Thấy cái điện thoại nó có cái gì nó sai lầm mà đó nghe. Vườn của mình bây giờ nó như cái gừng đó cô bác thấy ha. Ở dưới này á, là mấy cây rau dừa mình trồng. Rau dừa này chấm mắm chay. Rau dừa cô bác ngon lắm nha. Ăn dân giả vậy đó, nhiều khi mình mua rau rồi ở chợ mình ăn cái bắt đầu cái ăn ít nó cũng ngán rồi á. Cái mình hái mấy cái đọt rau dừa này vô chấm. Dừa. Cái này thì người ta đang cắt lúa. Nhưng mà chưa có gộ ha, mới cắt được khoảng một mớ thôi. Xoài non cái này nó rụng nè. Các bác thấy xoài nè. Xoài này của mình này xoài thái, nhưng mà hiện tại nó còn nhỏ vậy thôi nè, trái khoảng bằng 2-3 ngón tay à, chưa bự không. Vô trong có nghe tiếng chim không ta? Chim nó nhảy, chim rẽ quạt nhảy rồi cô. Nhảy ra. Ở đây là chim kêu nhưng mà không có dưỡng hú thôi. Ở đây là cảnh yên bình à, tại vì ở đây thì mình không có lỗi xe của cách cái nhà dưới kia khoảng 500 mét đó. Thành ra cũng
khá là yên tĩnh ở bên ngoài nè. Chỗ này là chỗ tập thể dục nè, tập thể dục xà đơn xà kép luôn nè. Mấy cây đu đủ trồng nè, cái này của bảy ớt cho nè, nó đu đủ da xanh gì đó trồng nè, bữa nay nó lên tốt rồi nè, tốt dữ dằn chưa, trồng dài dài đẳng, hình như là 1, 2, 3, 4, 5 cây gì đó. Còn ở ngoài mấy cây dừa mình ương rồi mà chưa có rảnh trồng nữa, vẫn là lu bu quá. Vài bữa đi một chuyến nữa rồi lu bu tiếp tục nữa. Đi một lần là trở về đó cô bác ơi, là bận biểu cả tuần nữa, tháng chưa xong nữa. Tại vì mình đi cái là dồn công việc lại. Mấy cây dâu không bông quá xá bông, nhưng mà đậu quá, đậu ít xỉu rồi cô bác, nó rụng gần hết luôn. Còn có mấy cây, người ta nói dâu là phải 2 cây cô bác ơi, có vợ có chồng. Còn cái này mà nó 1 cây 1 á, thì nó có mấy trái gì nè, nhìn buồn hết chứ không. Không một cái nó bông liệt địa cho. Mà bữa nay cô bác coi nè, để mình zoom lên cô bác xem ở trên nha. Ít xỉu trái à, cô bác thấy nha, ít xỉu trái. Không bông dữ dằn luôn, mà nó mà chịu có trái rồi một cái là nhìn thấy trái không. Nó cũng chờ. Còn mấy trái nhìn phát gầu hết sức. Dâu mà thiếu rễ thành ra đâu có đậu. Rồi ở trước sân nhà mình, cái máy sao nó giật quá vậy. Rồi chắc này vô nhà ốp phim đồ luôn, để xử lý cái phim này trong ngôi nhà quê, nhà ở quê. Tại chưa bắt đèn lên, có bắt đèn lên là sáng choang khu vực này. Mình quay bằng cái điện thoại gì đây. Rồi ở bên kia là đống dừa. Trong nhà của mình để lâu lâu cô bác mình về nhà mình chơi. Lúc này mấy giờ ta? Gần 6 giờ rồi, 5 phút nữa là 6 giờ rồi đó. Còn sao chim nó kêu nè, chim chào chảo nó kêu đó cô bác. Không có cái tiếng tivi ha, là cô bác nghe toàn là tiếng chim, tiếng cò không. Còn có tiếng dê luôn. Dê kêu là hàng xóm mình nuôi dê bên đây nè. Bè bè đó, nó kêu bè bè đó. Dê đó. Dê đó. Này nó lú đầu lên nè. Và cái lối ra sao, ở trên con chim nó kêu quá sao kêu à, tại nó làm tổ đồ ở đây nè. Bữa rồi thì nó đẻ trứng rồi nó nở con rồi mà mình không có quay, để mình vô coi coi con nó còn không. Ok kìa okay, kìa cô bác ơi. Ê, nó mới bay ra nè cô bác, vậy là con nó còn ở đây. Ôi con nở kìa cô bác ơi, nở con rồi nè. Nở con rồi cô bác, được 2 đứa con rồi đó nha. 2 đứa con đó cho cô bác xem cận cảnh cái nữa nè.
À, hai con chim con đẻ trong nhà của mình đó nha. Trong nhà, cái này là nhà chứa đồ, chứa củi rồi đó. Nhà bên hông chèo cái đó, bây giờ nó vô đó nó đẻ mấy lần đó cô á. Có nghĩa là có cái tổ đó, cái bắt đầu cái nó đẻ đợt này, cái đợt sau nó lại cái tổ đó nó đẻ tiếp y chang cái tổ đó nữa. Nó gia cố cái tổ, cái bắt đầu nó đẻ lại cái tổ đó, nó đẻ mấy lần rồi đó. Trên cái me nè, me vàng vàng rồi, cô thấy là trái không đó? Chắc cái này là chim mẹ chim cha gì nó, bởi vì kêu nãy giờ kêu kêu vui mừng hết sức nè. Nó mừng con nó lớn rồi đó, sắp bay được rồi, ra ra vàng à, ra lông cánh rồi. Ở phía sau nè, cây bơ này thì sắp có trái của bự lắm rồi. Cây bơ này thì cao cả chừng 5 mét, hơn 5 mét rồi đó. Chắc sắp có trái rồi. Ở ngoài bạc hà, chỗ này nắng quá, mấy cái cây nó cũng điêu tàn hết luôn. À, tranh thủ coi có chém cỏ được hay gì không. Nó quay cô bác thay đổi không khí luôn. Rồi còn cái series đi núi tháng giêng đó thì chắc khoảng khoảng một tháng nữa mới ốp quá. Tại vì mình sắp đi một chuyến nữa rồi. Thì nếu như mà ốp tới cái phim đi núi tháng giêng á thì cái phim mới này nó sẽ tuột lần sau nữa. Rồi thành ra lỡ cái phim đi núi tháng giêng này nó lỡ tuột tuốt lần sau rồi thì cho nó tuột luôn. Rồi mình ốp cái phim mới này cho nó nóng. Chứ cái tình trạng này cứ ăn đồ cũ hoài. Cho thành ra đồ cũ hoài. Thôi thì bây giờ cái nào cũ lỡ cho nó cũ luôn. Rồi bây giờ đi xong cái chuyến mới này bắt đầu ốp phim mới luôn. Để cho nó nóng. Để cái nào là cũ cho cũ. Cái nào thì mới được thì cho mới luôn đi, chạy nó dồn phim quá xá luôn rồi. Thì chỉ còn chừng hai bữa nữa thôi là mình đã hết cái phim Hành Hương Về Miền Thánh Địa rồi đó. Thì mình sẽ tới cái phim mà thôi cái phim này bí mật đi, khoan hãy nói. Nhưng mà cái phim này là một trong những cái phim mà mình rất muốn đi quay luôn. Thành ra có thể là cái phim này cô bác sẽ thích xem. Tại vì đây là một trong những cái phim mà mình muốn đi quay từ mấy năm nay nhưng mà chưa có dịp quay. Thì lần này là mình sẽ quay cô bác xem. Và về là mình sẽ up lên liền để cô bác xem trọn bộ của cái series phim mới này. Cô bác đón xem. Chắc khoảng một tuần nữa là có phim mới đó. Phim hấp dẫn nè. Cái này quảng cáo trước. Còn cái phim đi núi giữa tiết tháng giêng á thì chắc phải cù lại khoảng một tháng nữa. Có nghĩa là xong cái series mới này thì mình mới up tới cái cái phim tiết tháng giêng luôn. Tại vì lỡ rồi những cái phim đó thì cô bác coi bên kênh của Bình Cần Thơ là được rồi. Coi như là đã trọn vẹn rồi. Còn mình cũng như là up lại sau thôi. Thành ra mình up cái phim mới để cho nó còn nóng nè. Tại vì cái phim này là mình háo hức đi quay là 3-4 năm nay mà chưa có đi quay được cô bác. Lần này là đã đúng dịp, đúng nhân duyên để mình quay cái phim này rồi. Thành ra mình háo hức mình up để cô bác xem được cái phim mới này. Và nó cũng thỏa nguyện mình trong cái ước muốn mà để quay cái series này được trọn bộ để cô bác mình xem. Thì 28 phút mà mới nhiều chuyện có chút xíu, 28 phút rồi. Thôi chắc này trở vô cô bác rồi, chuẩn bị cơm nước cũng được rồi, 6 giờ rồi. Thì qua bên kia đi công chuyện chút xíu. Rất là trở về. Hả mèo, mèo 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 mèo. Mèo. Biểu. nó như cái bông gòn đã lắm. Nó xù mà. Nó xù á. Cái lông đuôi nó nè, có bắt dòm cái lông đuôi nó nè. Y chang như là cái cỏ bông lau vậy đó. Như cái lông tròn đã không? Đó. Như cái lông con tròn nè. Nó nên nó cũng nhiều chuyện nữa. Đuôi nó chạy đi chơi rồi. Đó. Ở quê mà rộng rãi tha hồ mà chạy, tại đây tới 7-8 ngàn mét vuông luôn, nó chạy tập thể dục suốt ngày luôn. Là đứa mèo của mình nè, ôi 5-6 năm tuổi, 6-7 năm tuổi gì rồi, lâu lắm rồi đó cô á. Hồi đó sinh về đó nha, là người ta là định đem bỏ bao nữa rồi đó cô á. Tội nghiệp hết sức không, thành ra mấy đứa này nó có nhân duyên với mình hết.
Rồi nó ta định nếu như mà chú mà không có lấy á, là tôi đem bỏ bao tại chịu hết nổi rồi. Tại người ta đâu có cho ăn cô bác, tại vì cái nó qua cái nhà của người ta đó, cái bắt đầu cái nó đói á, nó lục nồi của người ta nó ăn cơm đồ đó, rồi người ta chịu hết nổi hai con lận. Rồi sau rồi bữa đó vô tình mình ghé cái nhà đó công chuyện, rồi bắt đầu mình mới nghe cái câu chuyện thì mình mới xin hai nó về. Hồi đó là nó cũng lớn rồi đó, xin hai nó về của, rồi con kia thì bỏ đi còn anh nó, rồi nó có nhân duyên với mình, chứ thôi là nó cũng tiêu đời nó rồi. Mỗi mỗi con là một câu chuyện đó. Mấy con này thì cũng giàu sống ra chết đó. Rồi ở phía sau của mình đây, kêu quá sao kêu à, giờ gì cả cả ơi cả 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 hết con cũng nhẽo hết con. Cũng nhẽo hả đó, cả đó. Rồi vậy là phim của mình tới đây là kết thúc, rất cảm ơn cô bác đã xem tới đây, bye 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 cô bác ơi, cô bác đón xem nha, một tuần nữa là có series mới.